ở làng Bồ Mờ Gấp Biểu, con hòa là Dilling Gecher là tía tầm rớ ngăn cà phê chả lâm đồng, mờ khả ụ mờ buôn chất pra mờ bồ lộ. Bù lá cà phê là chi tầm tầm, là bộ trời ghép bé tầm rạch kít lớ xa chào làng Bồ, nên là bồ còn chào ít chào tía bồn. Mờ già, à lá năm rịp tò, mờ gung tri bờ dây tầm rớ chi tầm, nàng tầm cơ lùa tầm bóa lớ xa. Rớ ngăn tía bồn, nế sở bách sở băng, lỡ chất bà tà bố hát, tầm sở lũ rớ chi tầm, ta đang ủ cà phê ghế lỡ. Lào hớ, đồng chào làng bồn, tân gú dòi ghế bré chiên, ta đang đùl khả ủ tầm phân. Tân chào làng bồn, mờ gấp bì dô, xin ba chân nào chí tầm xã báo thuật. Rớ sở nằm lại ọr, bố hát tầm chi chê, hiu bi cà bì ít, bồn, cà la cà rột. Xã Bảo Thuận cân hòa di linh trà lâm đồng mình tra bó địt mìr mơ chi cà phê làm giữa hà đăng đồ lộ ủ tía hiểu bì đi mình ghé tâm đồ xuân tiêu chi đò mơ bị hớ vô pré tôm hiểu bì đi cùng mình cấp gần tâm đồ cal cà phê tâm đút sơ năm tâm đỡ sơ năm rịp đò tú ghé bà ta bró và tâm bà lú xuân tiêu chi bòn ghé lớ hiểu bì nếu ghé bồ khuyến nông trà đồng ai bó chết pram còn chi mơ phần lời ân tầm đồ sân nằm bờ nộ. Đơn tầm bờ lú chi mắc ca tầm pram sao cà phê. Đâm bà ta tỷ lầm với cho quang bró khuyến nông. Và mơ bà ta con glar treng triông mơ hàm lục bờ sram. Tô đò khả chi mắc ca tầm bờ lú tầm hoàng chi cà phê hiu bi đi gầm kít nhằm gớt. Cập sân nằm bì bếp lây mắc ca bè đớ. Cập đớ ghe bà rà tạ play. Bà mờ giá tách tân tầm xuân hoàng là prao giết tờ bồ đông đủ ký. Bè hớ, bà mờ bró tầm tầm bà lũ, tô đò hiu bi cà bà ít, à mình ghé bà chìn tầm bớ chi cà phê. Mà cập xa năm, tô nét trừ dớ bà tắp bên đắp lại, hiu bi gầm ghé là lâu, bè giết triệu đồng bớ chi mắc ca. Là dớ mà lưu cà phê, là ổr, đồ tư thu nhập đủ ít ngàn. Đợt này nhà nước đầu tư tài phá tài lực cho trong sen mắc ca đồ thu nhập của vũ ngàn quạ ngàn trẻ người là kinh tế lực rõ lực xa đầu tư phân bón dưa cà phê mà mắc ca đồ hay đầu tư cái dư đào của đủ ít là mà chỉ trẻ đầu tư gờ mà hay hướng tài chỉ trẻ đầu tư quạ ngàn mà hay hướng hay xa tài tầm hay là dành dùm tài tầm hiệu vận hạ rồi tài phân bón nằm tài tài gam mơ hiệu ôn ca brèo bòn cà rột đơn xa Bảo Thuận gó trùng hà bớt bà ta bró dạ tâm bà lú xin tìl chi tâm tâm bòn hiệu ôn cũng nét sở gấp lớ chất mơ ghét đập chi còn bà to bà tì bró tâm bà lú á lá xin tìl chi tâm bè sầu riêng bơ văl hà đăng khả xuân hoàng cà phê hiệu bì đi đi bì lại or cập xa năm ôn ca brèo mình ghé đồ bộ bè hát bơ cal cà phê tầm đút sơ năm. Ghen dơ đò, và mơ bó hát tầm tầm bờ lũ, ung đi. Ghen ghé tay bè hát bơ, à lá xin tìl chi tầm tay, đơn nguy đông, mơ sở gấp, rinh tờ, rải ký siêu bồn há. Thì con chào thì mình tầm cà phê lùm. Mà tu đồ bơ nhà nước bà tì bà tổ thì tầm thêm bơ, sô riêng. Mà hết lại hết nhưng mà bơ thì nếp lại mà cứ tách ở gai dạ nhưng mà tao nữa đồ ở gai kia hết nhưng mà xin bỏ lỡ thì cứ càng nằm càng cứ ít hết so với năm lại bơ mà tu đồ là đom nhà nước bắt đầu này hay thì bắt đầu thì đón nhà nước thì đón cán bộ khuyên nông xã nên tu tập hiểu vấn hạn nên thì bắt đầu thì từ ngày là bon ghép mời xin đức pram panar hiang là cho lòng bol còn chào ít chào bói lớp xa chào lòng bol mình rớ là tar bó mơ chi cà phê bal mơ pa ta kênh pơ sna gung pa tam bói lớp xa tam bon bal mơ hớ dong lòng bol tân rớ khả prá dìn đập ghế cập bal đăng đục hạ ủ tía ghen tam pram snam rịp đò xa Bảo Thuận nơi dơ nũ s lớp bal bói mơ bol khuyến nông chara bộ lớp rõ xa, mà tùm lớp rõ xa cần hòa di linh. Đừng giao tình ghít mơ tị lâm làng bò còn chào ít chào bòn. Lớ chất bà ta bró tầm bà lú xin tìl chi tâm gửi in ghế trùng hà. Tú đò, à lá xin tìl chi tâm,
ghế làng bol tầm bờ lú, rớ tầm hoàng cà phê là sầu riêng, bơ, mắc cà. Tầm hớ khả ủ tế hát cà phê là mênh đồ bô phàm riêng lộ. Bơ, mênh bao dứt bà lộ. Mắc cà, lau quần dứt lộ. Sầu riêng, mênh bà dứt phàm lộ. Và ta bỏ tầm bờ lú xin tìl chi tầm, găm tá trùng hà niệm. Tầm bỏ tân gú và ta kýs. Châu làng vòl xã Bảo Thuận. Tu đò khả prá dìn đập ghế, cập băl, hà răng bộ châu, tầm bòn, là mời 100 triệu đồng, đô ná tầm đô sân năm. Bước sân năm dỗ thì bước bà bộ chấp răm, thì ghế chủ trương bước tỉnh huyện, cho đến tốt mà tầm xã, thì trong ta là chuyển đổi, thì tại tâm cà phê pa ru phê giàu năng hệ lực gus năng phê quạ ra năng suất so với lai thì giờ là mấy bắp cũng rất là hưởng ứng. Ngoài ra thì giúp ta tâm phê ru phê giàu tâm pa thì mấy bắp còn tâm tại plai xa như Macca bơ sầu riêng làng bôn gửi ghê thì bà ta thu nhập thêm trong một đến chỗ tâm tư xuân đu bà gà ra. À lá xuân hoàng cà phê, ghê tâm bờ lũ, rớ xin tìl tâm chi, găm kít, tà lì rơ gớt. Nế tân gó trùng hà, bà ta bà hóa tâm bờ lũ, xin tìl tâm chi tâm xã Bảo Thuận, cân hòa Di Linh. Trùng hà, bớ bà ta bà hóa đò. A mình đông làng bòl, cứ tui tam bà gần, dì nào cần bà, tam bà lỡ, mơ tân gú, rai kýs bà lỡ xa, mà găm đông bòn. Tá lê, tân rục bà ta mình tâm, đu xin tìl chi, cà phê. Bà xa ná cuồng bà, tam bà lỡ xa, mô lỡ bà xa, tam ấn ý bòn âm đò tì.